Ok. Mở kính nhá. Trong mở kính nhá. Khóa anh. Bố ơi, đang lấy xe cho anh Hải đây. Wow. Ông ơi chào bà. Cầm chìa khóa, ta đóng lại cửa ở gần ấy nhá. Cái cửa lái ấy. Khóa nó hiện đại ấy. Nhưng mà cánh cửa lái nó mở ra. Số nhà nhá. Này cái này. 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 Mở máy cái này. Ôi, từ từ. Từ từ sát quá. Ngó từ từ sát quá Hùng ơi. Đánh lái sang bên kia kìa. Ồ sát lắm. Vậy không ra được gương đâu, vướng gương đấy. Rồi cứ đi đi. Phải có tài không? Ngược rồi. Bên kia. Rồi, thôi rồi. Từ từ thôi. Không được chạm lốp rồi, ra đi. Nâng gầm lên đi chứ. Ra đi. Cứ bình tĩnh rồi. Đỗ luôn giữa đây. Luôn đấy. Ấn chìa khóa, ấn nháy hai cái là nó tự mở cửa anh ơi. Chìa khóa đâu? Cái này có mở được không? Một cửa cái này thôi đúng không? Tay đi cho nó hết rồi, anh chỉ đi không vậy? Đó đấy, anh chỉ cái bên này đi. Không phải, nó bấm như nào đấy, nó bấm hai nháy hoặc bấm một nháy đóng cửa. Mở hết lên, mở cửa lên. Đó, chờ. Chờ em tí, em đang xem lút nào. Tìm để chờ anh ơi. Bây giờ không biết đóng cái nắp capo vào như nào đây. Nắp capo là đang bị kênh lên. Bây giờ không biết đóng nắp capo như nào đây. Đại xuống thôi. Từ từ. Đang nổ máy đấy anh ơi.
Đấy. Không không, cái này là khoang không mà. Để chụp ảnh làm khoang không.